Rồi bây giờ nếu mà mình cảm thấy mình thích ai đó, mình phụ nữ thì không cần là mình đúng tấn công, nhưng mà em phải bật đèn xanh cho người ta thì người ta mới tới. Em có sẵn sàng chưa? Có chứ, bây giờ tầm tuổi này nói như câu vẫn hay nói là tầm này thì còn gì là liêu sỉ, còn gì là liêu sỉ. Còn gì là liêu sỉ. Tường đã vào vị trí của mình rồi và bạn trai cũng đã ngồi đây chờ đợi. Chắc là hồi hộp lắm bởi vì mỗi lần bị che mắt lại là cảm giác rất là khó chịu quý vị. Không để anh thấy chờ lâu, Tường sẽ ra bên ngoài và mời bạn gái của chúng ta vào đây ngay để bắt đầu câu chuyện nha. Rồi bên đây chưa có mánh tình nào. Thôi phụ nữ tôi không nói đi. Bên đây đàn ông mà cũng không có mối tập mánh tình nào là sao? Dạ. Ủa làm sao mà tấn công phụ nữ, làm sao mà chăm sóc cho người ta được tiến tới hôn nhân? Rồi biết hôn không? Thì hơi khó quá. Rồi mời hai bạn tháo mặt nạ ra. Bây giờ thì mời hai bạn sẽ bắt đầu giới thiệu về những thông tin cá nhân của mình. Dạ, em xin chào chị Cát Tường, xin chào bạn nữ. Em tên là Phạm Văn Phước, em sinh năm 1989, em đến từ Lâm Đồng. Nghề nghiệp của em hiện tại đang là giáo viên cấp 2. Dạy môn gì em? Dạ, em dạy môn địa lý ạ. À, xuống đây ghi chương trình thôi, còn từ trên Lâm Đồng đi xuống. Dạ vâng ạ. Rồi, mời em gái. Dạ, em chào chị Cát Tường, em chào bạn nam bên kia ạ. Em tên là Bùi Thị Hồng, năm nay em 31 tuổi. Em đến quận Bình Tân, quê của em là Thanh Hóa. Em đang làm nghề kế toán và quản lý cho công ty của gia đình nhà. 89 luôn vậy, hai bạn bằng nhau. Dạ. Và giờ trước tiên hỏi hai bạn nè, yêu xa thì em có ngại không? Em thấy như thế nào? Nếu như mà tâm đầu ý hợp rồi đến với nhau một cách chân tình thì em nghĩ là cái khoảng cách không là vấn đề. Nhưng làm sao biết tâm đầu ý hợp? Bây giờ xa như vậy rồi mỗi lần hẹn hò làm sao? Rồi bao lâu mới gặp nhau một lần? Có thể là một tuần, có thể là hai tuần, hoặc có thể là một tháng. Em có bà con, cô bác hay quen biết ai với thành phố này không? Hiện tại thì có em của em. Ở thành phố này có một người thôi, một em gái thôi. Dạ, em gái và một em trai út nữa thì cũng đang làm kế toán ở trên này. À, kế toán luôn ha, cũng trùng với nghề của bên đây. Vậy là cũng lâu lâu sẵn xuống thăm em út luôn ha. Và thăm bạn gái luôn. Tôi cố gắng nói chứ một tuần thì đi không nổi đâu. 2-3 tuần ráng đi lần hoặc tối thiểu một tháng cũng thăm một lần. Thì mình thăm vài lần vậy mình mới rút ngắn thời gian rồi mình mới tâm đầu ý hợp được. Ha. Thế còn em sao? Em có ngại yêu xa không? Mình hợp thì mình trao đổi qua tin nhắn, rồi mình có thể gọi video call. Rồi mình khi nào mình có thời gian thì mình xuống thăm nhau thôi chị. Rồi, thăm nhau thôi. Thăm nhau thôi, bây giờ thí dụ như là ảnh xuống đây ảnh thăm em hoài nào, lâu lâu thí dụ như ảnh bận quá hay ảnh bệnh gì đó, em có sẵn sàng đi lên tới trên đó Lâm Đồng em thăm ảnh không? Dạ có chứ chị, phương diện là hai người đã là thân thiết với nhau thì mình nên thăm hỏi nhau. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em thì vui tính, hòa đồng, rồi biết công việc gia đình, yêu thích trẻ con, quan tâm đối phương ạ. Rồi còn những cái hạn chế, những khuyết điểm? Hạn chế thì em hơi nóng tính, mỗi người cũng chưa được hoàn hảo lắm. Ví dụ khó tính bản thân là khó tính cụ thể như thế nào? Nếu em không là hoàn thành công việc hoặc là gặp một trục trặc nào đấy thì mình cảm thấy lúc nào cũng thế, tức là khó chịu trong người, không đạt được mục đích thì nó cũng không được vui, đặt mục tiêu hơi cao. Rồi thế còn em, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Là em có thể chơi tốt được nhiều môn thể thao. Ví dụ? Ví dụ như bóng đá này, cầu lông này, đá cầu, rồi bóng chuyền. Rồi em có thể chơi được một số môn thể thao trí tuệ, ví dụ như là cờ tướng hoặc là cờ vua. Điểm yếu? Điểm yếu của em thì nhiều khi cũng hay ham vui, rồi cũng hơi về khuya một tí. Thì thường là bị mẹ la. Bị mẹ la nữa hả? Dạ vâng ạ. Trời ơi, đi chơi mấy giờ về là bị mẹ la? Thì bởi vì là có thể là mẹ lo đi đường xa rồi vâng. Rồi ví dụ giờ có bạn gái thì em nghĩ em có phải là người lãng mạn không? Cũng có nhưng mà ở mức vừa phải thôi chị. Rồi em khó tính, rồi trong tình yêu em có khó tính không? Trong tình yêu thì tại vì em cũng chưa có mối tình nào. Chưa có mối tình nào hết? Theo kiểu là chính thức là yêu đương ấy, còn nếu mà tìm hiểu thì cũng là nhiều. Có hôn bạn trai chưa? Chưa luôn. Dạ. Có nghĩa là mới tìm hiểu sơ sơ, kiểu gặp nhau rồi vậy thôi. Dạ. Rồi bây giờ nếu mà mình cảm thấy mình thích ai đó, mình phụ nữ thì không cần là mình tấn công, nhưng mà em phải bật đèn xanh cho người ta thì người ta mới tới. Em có sẵn sàng chưa? Có chứ, bây giờ tầm tuổi này nói như câu vẫn hay nói là tầm này thì còn gì là liêu sỉ, còn gì là liêu sỉ. Còn gì là liêu sỉ. Trời ơi, nói gì thôi, đùa thôi chứ. Dạ. Ngày xưa đúng mà 30 rồi là thấy là ở nhà là dạ, sốt vó rồi ha. Ba mẹ bây giờ là cũng gọi như là
đưa chàng nào là ba mẹ đồng ý thôi. À dạ, dạ. Rồi thì ba mẹ có đưa ra cái chuẩn như thế nào? Ba mẹ cũng khó tính, miễn là sao mình sống hạnh phúc, còn do con gái tự chọn. Rồi tình trường em sao? Dạ, thì tình cảm chỉ là ở mức thoáng qua thôi chị. Cái thời mà học sinh rồi sinh viên á, thì lúc đó thì nhà em thì cũng khó khăn. Rồi ngoài thời gian rảnh thì em đi làm thêm. Rồi sau này á, thì đi xin việc, thì có việc làm rồi á, thì ban ngày thì đi dạy, rồi buổi tối á, thì em lại rồi nghiên cứu bài vở, rồi nghiên cứu tổ chức các hoạt động cho học sinh. Rồi cuối cùng là chưa có mối tình nào hết. Dạ, có thể nói là vậy chị. Trời đất ơi, hai người này có giống nhau dữ vậy trời. Năm sinh cũng như nhau, em là trong nhà là thứ mấy? Dạ, em thứ hai à. Thứ hai. Có anh cả nữa, xong rồi tới em là thứ hai. Còn em là thứ mấy, con thứ mấy trong gia đình? Em là thứ ba, ngoài Bắc thì gọi là thứ ba. Còn ở trong Nam mình gọi là thứ tư. Cũng là cả là hai rồi ba. Dạ đúng rồi. Trời ơi sao hai người này giống nhau dữ vậy. Bên đây thì là hai người sinh cùng năm với nhau. Rồi bên đây chưa có mánh tình nào. Thôi phụ nữ tôi không nói đi. Bên đây đàn ông mà cũng không có mối tập mánh tình nào là sao? Chết rồi, rồi bây giờ rồi ví dụ như yêu đương rồi có kinh nghiệm không? Dạ, rồi làm sao mà tấn công phụ nữ, làm sao mà chăm sóc cho người ta được tiến tới hôn nhân? Rồi biết làm gì không? Có hôn lần nào chưa? Dạ chưa chị ạ. Chưa luôn? Dạ. Rồi biết hôn không? Chị hỏi khó quá. Đâu có, chị hỏi thiệt đó, chị lo cho em chị mới hỏi. Dạ. Chứ đâu có hỏi khó. Có ai coi phim ảnh tình cảm đồ này kia không? Dạ có chị. Có. Rồi mình nghĩ là mình khi mà mình có vợ mình có làm được không? Có bạn gái mình có làm được không? Dạ em nghĩ là làm được. Em nghĩ là làm được. Em nghĩ là làm được. Chà, cặp đôi này chắc tôi phải đặt camera theo dõi quá. Để coi có tiến trình yêu đương sẽ diễn ra như thế nào. Thôi được rồi, coi như cả hai còn trong trắng trinh nguyên. Em muốn tìm một người bạn gái, một người vợ tương lai là người như thế nào? Thì em cũng không cái đặt nặng vấn đề về ngoại hình cho lắm. Nhưng mà cũng rất là mong muốn có một cái người bạn là biết đặt mình vào vị trí của người khác. Để thông cảm, để chia sẻ, để ứng xử với mọi người vừa có tình, vừa có lý. Ế quá, không có tiêu chuẩn luôn. Bậy, nói vậy thôi chứ mình cũng có mong muốn thích à cao hay thấp, mập hay ốm, trắng hay đen, tóc dài hay tóc ngắn, thí dụ vậy. Dạ em thích này, cái mẫu người mà giống như chị Cát Tường vậy ạ. Trời ơi cảm ơn em nha. Vậy là được đó, em cũng biết nói chuyện lắm. Vậy là cô gái được nha, đừng lo nha. Rồi thế còn em sao? Ưa nhìn, cao ráo một chút, nói là có chí tiến thủ, tâm lý một chút. Ý là nếu mà có đi nhậu thì cũng chỉ là về thì thôi, nhậu xỉn rồi về đi ngủ thôi. Đừng có càng ràm hay gì là em cũng có tính có em hay nóng, không chịu. Có uống bia gì không? Dạ cũng thỉnh thoảng nhưng mà không có uống nhiều. Mà cũng nếu mà uống thì cũng đi ngủ liền hoặc là chứ không có lầy vậy ạ. Nhưng mà tôi hỏi nè, đưa để bàn tay lên đây coi. Dạ. Làm gì mà tay dài thòn, để móng tay dài thòn vậy? Dạ thì em có tập luyện guitar chị. Nên phải để một bàn tay ngắn, tay thì ngón tay dài. Hết hồn hết vía. Trời ơi, hôm nay muốn tay dài sọc à. Nè, đưa cái bàn tay qua đây, chồm lên đưa qua cho cổ coi, cô kiểm tra tay đó. Móng tay dài sọc gì đó. Sau này hai người mà có yêu nhau và yêu cầu cắt móng tay thì anh có cắt không ạ? Bây giờ trước khi yêu cầu, bây giờ anh sẽ đàn cho em nghe một khúc. Khích lệ tinh thần anh. Sao em? Giờ có sao? Tài ấy, chị. Có tài hả? Dạ. Có tài mà có móng tay. Rồi đây bây giờ mình sẽ xem hình để mình đoán người nha. Ảnh ở trọng đó, em coi có anh cầu thủ nào em ưa. Em đoán được rồi chị. Đâu? Ghê vậy, đoán được rồi luôn, em thèm gợi ý luôn hả? Đây. Sao tự nhiên chọn người đó? Vì em có quan sát thấy chiếc kính ở bên kia mà trong đội này không ai đeo kính, chắc là đoán vậy. Phải không? Đâu đi coi, trời cái hình nhỏ xíu tôi không thấy luôn á. Hay quá ha, rồi để tôi coi có phải không. Cô nào, có một gợi ý gì cho anh ta không nè? Tóc ngắn đó nhỉ? Trời ơi, bốn người cũng ngang ngửa nhau đó. Rồi thôi tự lựa đi. Chắc em chọn cô này. Tại sao chọn cô đó?
Chắc em có cảm nhận như vậy chị. Cảm nhận vậy phải không? Dạ. Rồi, bây giờ đợi. Bây giờ chị Tường mở cửa trái tim này ra. Hai bạn xem cái cảm nhận của mình có đúng không nha. Dạ. Đúng không em? Mình đoán đúng không? Em nghĩ là đúng. Anh đem mắt kiến đúng không em? Dạ không phải. Không phải. Thì thấy hình nó mờ lắm mà, nhưng mà chị nghĩ không phải. Bé quá chị ạ. Đâu, hỏi cảnh cho anh nào. Chắc là anh này. Phải không em? Dạ đúng rồi. Đúng rồi hả? Trời, nhìn hay quá vậy. Rồi em, giờ em nhìn ra cổ chưa? Dạ rồi. Đâu? Cô nào? Không có cô này chị. Đó, bởi vậy đó, cô kia là trợ quật rồi. Trợ quật rồi, không có đúng rồi. Thôi, hai bạn đều sai ha, huề ha. Em có món quà nhỏ tặng. Dạ, em cảm ơn. Trời ơi. Ủa sao tới hai món quà dữ vậy em? Gửi anh món quà. Cái quà đó là một cuốn sách cho chị. Ờ, rồi tặng anh quà gì vậy em? Em tặng một cái viết. Có ý nghĩa gì? Sao biết ta thầy giáo mà tặng viết? Tại vì đi mua đồ cho học sinh rồi xong rồi mua luôn cho tặng quà luôn. Vì ủa, em cũng có học sinh đó hả? Cháu ạ, cháu đang dạy kèm á chị. À. Tại vì là em kèm trẻ cháu ở nhà để học thêm. À, nhưng ai ngờ đâu trùng khớp ha. Ta là thầy giáo cũng cần viết ha. Rồi, bây giờ ăn trưa. Mời hai bạn sẽ thưởng thức những món ăn ngon của nhà hàng Maria Sài Gòn. Bây giờ chị Tường sẽ mời hai bạn thưởng thức món ăn có tên gọi là sò điệp đúc lò ha. Món ăn này là một sự kết hợp hài hòa của vị sò điệp tươi ngon, rồi dai giòn đặc trưng cùng với vị béo của phô mai, tạo nên một món ăn mang phong cách châu Âu rất là hấp dẫn. Vừa ăn nhưng mà nhớ vừa tâm sự trò chuyện với nhau nha. Ít phút nữa chị Tường sẽ quay trở lại. Chị anh mời em ăn trưa. Cảm ơn anh ạ. Thì em làm công việc của em có áp lực không? Cũng áp lực, bởi vì là khi mà nếu mà vào đợt hàng gấp ấy, thì mình sẽ phải làm rất là nhiều đơn hàng. Còn bên này anh thì dạy về giáo viên đúng không? Thì mình có áp lực về việc dạy học không? Cũng có nhiều cái áp lực lắm em. Mình có chủ nhiệm lớp không ạ? Anh thì có chủ nhiệm. À thế ạ. Anh mà thường không đói là thường không ăn. Cũng hơi sống nguyên tắc đúng không? Không, anh thì không nguyên tắc gì hết. Thế ạ. Em thì thích các môn thể thao nhưng mà ít tham gia ở vì mình cũng không có giỏi lắm. Anh có sở thích gì ngoài bóng đá hay thể thao gì đâu, đi du lịch nữa. Anh đã đi được những đâu rồi? Đi ở Nha Trang nè, rồi Đà Nẵng. Thế trẻ bây giờ là thích đi phượt ấy. Anh đi phượt chưa? Đi phượt thì cũng có một hai lần. Mình có đi bằng xe máy không hay là đi? Thường đi bằng xe máy. À đúng rồi. Em thì không đi phượt, chỉ đi du lịch thôi. Đi theo công ty rồi đi theo bạn bè, chứ không đi phượt. Tiếp người phụ nữ của anh thích là như nào? Thì anh cũng không có đặt nặng cái ngoại hình cho lắm. Rồi chung thủy, rồi biết cách ứng xử. Rồi bây giờ để chị hỏi cho vài câu chứ để thôi hai bạn không biết em hỏi gì. Em hỏi anh ấy không hỏi. Không, chị ở ngoài chị nghe em không hỏi gì chứ. Bây giờ chị hỏi nè. Ví dụ bây giờ mà tìm hiểu nhau mà hợp thì em nghĩ là bên bao lâu tiến tới hôn nhân? Tùy vào bạn nữ nữa. Tại vì chuyện hôn nhân là phải do bạn đàn ông. Khoảng 1-2 năm nữa chị. Mình chủ động chứ là bạn gái đâu cầu hôn mình được. Dạ, đúng không? Rồi. Em có thí dụ như là lấy ảnh là phải đi lên trên chỗ của ảnh ở đó thì em có đồng ý không? Nếu mà bọn em thích nhau thật rồi cưới nhau thì đi đâu cũng được chị. Em cũng phải theo chồng thôi. Bởi vì nếu mà hai người hai nơi mà thì đâu có được, quen nhau là hai người hai nơi chứ lấy nhau sao hai người hai nơi được. Mình sinh con đẻ cái nữa. Giờ giả tỷ như ví dụ như lúc đó là bạn gái của em muốn em xuống thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp thì em có đi không? Giờ hiện tại thì do công việc của em trên đó, rồi em sống với bố mẹ nữa và rất là nhiều công việc nữa, thì em nghĩ là nếu mà lên trên đây thì cũng hơi khó. Nên là vẫn mong muốn là lập nghiệp ở trên Lâm Đồng của mình phải không? Dạ đúng rồi. Nãy Tường ra ngoài có hỏi thăm mà biết hôm nay em đi theo là có em trai em đi theo nữa phải không? Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ chị mời em trai của em vào đây để chị hỏi thăm vài thông tin coi sao nha. Vô đây em trai ơi. Rồi, vô đây cưng. Dạ. Nãy giờ đứng ở ngoài có nghe hai anh chị nói chuyện với nhau không? Dạ có chị. Rồi, giờ trước tiên, nãy giờ em nghe thấy anh trai mình nói về ảnh như vậy, còn điều gì mà ảnh chưa kể cho chương trình nghe không? Anh trai của em ở nhà thì em thấy ảnh ít nói. Nhưng mà ở ngoài thì không biết sao, chắc nói nhiều hơn. Em là năm nay nhiêu tuổi? Em 22 chị. Có bạn gái chưa? Dạ có rồi. Tại sao em có rồi mà anh em chưa có? Cái đó là do anh em chứ phải cho em đó. Chắc chưa có duyên chị.
Anh có phải là người khó tính không? Hay là tính tình anh có điểm xấu nào không? À, anh cũng bình thường à, chứ không có khó gì. Về nhà có phụ việc nhà không? Dạ có chứ gì. Có cái nào la em rồi này kia gì không? Dạ cũng có chứ, anh là anh, là anh trai mà. Lâu lâu nếu em làm không tốt thì anh cũng hơi la làm. Rồi dạ. Không có thật xấu gì hết hả? Dạ chắc không chị. Chắc không? Dạ. Rượu chè bê tha hút thuốc hút đồ này kia. Dạ không, anh không có hút thuốc, chỉ lâu lâu uống rượu với bạn bè thôi. Dạ. Lâu lâu thôi phải không? Dạ đúng rồi. Rồi thế bên này em nhìn thấy chị gái này thì em nhận xét chị như thế nào? Và em thấy là hai anh chị có xứng đôi với nhau không? Dạ em thấy chị gái này nhìn cũng dễ ưa nhìn vậy. Dạ chắc là nghĩ là xứng đôi vậy. Dạ. Rồi bây giờ đến tới chương trình rồi, giờ em có lời gì em muốn nói với hai anh chị đi, hay là em chúc hai anh chị cái gì cho nó xôm lên coi. Đến với chương trình này thì em chúc cho anh chị sẽ tạo cơ hội cho nhau để tìm hiểu được và sớm đi đến cái thôn, vì ở nhà bố mẹ rất là trông ngóng. Dạ. Nhưng mà bây giờ trường hợp anh chị đặc biệt lắm. Dạ. Em nói một câu khích lệ, hay là em có bạn gái rồi em có kinh nghiệm hơn nè, thì em nghĩ là anh phải cố gắng chủ động thêm, lâu lâu phải lên thăm chị. Đúng. Dạ. Rồi. Ủa em ở đây hay ở trên? Em ở thành phố này. À. Dạ. Là bây giờ xuống về là ở chung với em đó. Dạ, phải đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Rồi ok, vậy rồi cảm ơn em nha. Dạ, cảm ơn chị. Rồi đó, cái đó là ý kiến em trai thôi, anh phải chủ động hơn thêm để mình thua em út rồi. Nó mới em hai, nó có bạn gái rồi mà mình 30 mà chưa có bạn gái, buồn ghê. Kể 3 điều bạn thân từng vấp phải trong tình yêu mà bạn đã từng. Cho em bắp câu khác đi. Đây có còn có hai câu này của bạn nữ thôi à. Mà em chưa yêu làm sao em kể cái này ra được chị? Để từ từ cho em suy nghĩ một tí nữa. Trời ơi thầy giáo ơi, suy nghĩ nhanh đi nè. Cũng phải có chứ, chẳng lẽ 30 tuổi mà chưa có thích ai, chưa có rung động với ai. Mình đã từng làm chuyện gì? Ví dụ mình về mình thầm yêu nhớ trộm cổ, mình trồng cây si trước nhà cổ, hay về mình viết nhật ký, hay mình đã buồn mình đi trong mưa. Thí dụ vậy, dài cái trường hợp. À em hiểu cái này. Hiểu rồi phải không? Trời ơi thầy ơi. Bây giờ em mới hiểu này. Trời ơi rồi. Lên Zalo kết bạn. Có làm gì đặc biệt trên Zalo không? Dạ nhắn tin làm quen. Với một cô hay nhiều cô? Dạ với một cô. Một cô? Ủa đáng lẽ lên Zalo thả thính vậy là phải dính chứ sao không dính? Đã gặp mặt ở ngoài đời chưa? Dạ có chị. Có gặp luôn mà cũng không dính luôn. Dạ vâng. Em mời đi cà phê. Hết rồi đó hả? Tình yêu như đó rồi thôi hả? Em nghĩ tới bạn ấy. Rồi em kể xong 3 điều rồi đó. Vậy thôi đó hả? Dạ vậy đó. Trời ơi. Đúng là những người này mà hỏi tình yêu sao nó nhạt nhẽo quá, vì chưa có kinh nghiệm gì hết trơn hết trời. Tới thì em nè, đừng cười, ta em cũng vậy luôn đó. Hãy tưởng tượng đang đứng trước quan viên hai họ, mỗi bạn hãy nói với gia đình mỗi bên để chấp nhận mình là dâu thảo rể hiền. Mình ví dụ làm cái này cái coi đó, quan viên hai họ. Bây giờ em tưởng tượng trước nè. Khoác tay vô. Thôi đứng xa thì anh khoác nó cứ kỳ kỳ thế nào. Rồi nói đi, không thì nắm tay cũng được. Rồi nắm tay cho nó có động lực. Chào hai bác. Cháu với anh ấy có tìm hiểu một thời gian, cháu cảm thấy bọn cháu cũng hợp nhau. Mong hai bác tạo điều kiện để chúng cháu đến được với nhau. Hai cháu quen nhau lâu chưa? Cháu với anh ấy quen được 1 năm rồi ạ. 1 năm rồi. Dạ. Cháu tên gì? Cháu tên Hồng bác. Tên Hồng. Dạ. Rồi. Suy nghĩ chưa? Dạ rồi xong. Rồi nắm tay. Nếu như mà được hai bác đồng ý thì con hứa sẽ cố gắng sẽ làm chỗ dựa vững chắc cho em. Con quen với em nó lâu chưa? Dạ, quen được 50 phút kìa. 50 phút kìa. 50 phút kìa. Trời ơi. Gì mà quen 50 phút gì à? Rồi em nó tên gì con nhớ không? Quên tên em nó rồi. Bồ gì. Rồi hai đứa quen nhau nè, bây giờ bác hỏi con nè, hai đứa quen nhau con nói cả năm rồi phải không? Dạ. Rồi lý do là sao mà hôm nay dắt về đây đặng mà ra mắt hai gia đình? Dạ bọn con thì cảm thấy tình yêu nó cũng đủ chín chắn thì ra mắt bác. Còn nếu mà chưa cảm thấy chín chắn thì con không dám ra mắt. Hai đứa đã đi cái gì quá, vượt quá giới hạn chưa? Chưa. Rồi con sao con? Sao để bạn gái nói không, con không nói gì hết trơn vậy? Dạ con hồi hộp quá. Con hồi hộp hả? Dạ. Rồi con đã sẵn sàng để kết hôn chưa? Dạ sẵn sàng rồi. Sẵn sàng rồi ha. Rồi con về chỗ rồi con ngồi con hỏi tên bạn gái con đi nha. Trời ơi, nói chuyện một buổi trời không nhớ tên bạn gái rồi đi đâu vô đó vậy ông? Dạ, tại lúc lúng túng quá vậy chị. Rồi ngồi xuống giờ hỏi tên coi bạn gái tên gì nè, hỏi lại rồi để lịch sự nè. Hồi nãy giờ anh xin lỗi em tên gì? Anh xin lỗi em biết em tên gì? Em tên Hồng. Tên Hồng. Nhớ tên ảnh không?
Cũng quên luôn rồi chị. Thì hỏi luôn đi chứ còn em tên gì anh? Anh tên Phước. Bây giờ là nhớ chưa? Hỏi rồi là phải nhớ nha. Dạ. Tên Hồng với tên Phước. Dạ. Rồi bây giờ nè, chị cho hai bạn nhìn nhau một chút xíu nữa, 30 giây nữa. Yeah. Bạn trai hơi rụt rè ha. Sau cái lần gặp mặt nãy khi mà chị mở cửa trái tim này ra, lần đầu tiên hai bạn gặp nhau thì cảm xúc của mình như thế nào? Mời bạn trai nói trước. Mới lần đầu gặp mặt á thì anh cũng không dám nhận xét gì. Nhưng mà anh có ấn tượng á là em là người dễ thương, dễ mến, cảm thấy rất là gần gũi. Nếu như mà em cho anh cơ hội á thì anh hứa anh sẽ cố gắng, sẽ làm cái chỗ dựa vững chắc cho em. Em thì cảm nhận với anh thì thật thà, cũng hơi sống nguyên tắc một chút. Em nghĩ là mình cũng nên tìm hiểu nhau. Còn là duyên số thì sẽ là về sau tính mình có hợp nhau hay không. Yeah. Ra gì chị Tường cho nói ý kiến của mình ha. Bà Mai hôm nay cũng có một đôi lời trước khi đưa ra quyết định. Thì đây là cái nút bấm này, nút bấm để mà tiến tới tìm hiểu và tiến tới hôn nhân. Yeah. Chứ không phải nút bấm kết bạn. Yeah. Nãy giờ chúng ta có ít phút nói chuyện với nhau, mặc dù ít nhưng mà cũng đủ để chúng ta đo được cái cảm xúc của mình. Bạn gái nói em là hơi nguyên tắc, chị thấy cũng đúng. Nên là chị chỉ cho em một cái lời khuyên thôi. Yeah. Bạn nữ thì ok, không sao. Yeah. Mình nam mình phải là quyết liệt hơn một chút. Yeah. Trong công việc của em một người nghề giáo là em gọi là đâu đó giống như là phải có đề cương sẵn nha, lên lớp phải soạn bài rồi sẵn, đó là nguyên tắc rất đúng. Nhưng trong tình yêu có những cái nó cái gì đó phải bất ngờ, có những cái nó theo cảm xúc, có những cái mình cứ để cho cái cảm xúc mình nó tuôn ra, lúc đó mình muốn làm gì mình làm cái nấy, chứ mình cứ ghìm mình hoài, mình phải suy nghĩ để mình làm sao cho nó chỉnh chu, mình suy nghĩ mình làm sao cho nó đúng, đôi lúc nó lại mất đi cái hay của cái cảm xúc. Tại khi em dùng lý trí em suy nghĩ nhiều quá, em sắp xếp thì nó mất đi cái cảm xúc chân thật. Thí dụ lúc đó em rung, em cứ rung. Em vui sướng thì em cứ cười. Em đau khổ thì em cứ khóc. Chứ đôi lúc em cứ ngại, cha không biết khóc vậy, rủi như có học trò nào nhìn thấy rồi nó cười mình hay là cái gì cái nọ, thì nó không phải là tình yêu. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, đồng ý bấm mạnh, không đồng ý lấy tay ra. 1 2 3 Hết thời gian. Cảm thấy rất là gần gũi. Nếu như mà em cho anh cơ hội á thì anh hứa anh sẽ cố gắng, sẽ làm cái chỗ dựa vững chắc cho em. Em nghĩ là mình cũng nên tìm hiểu nhau. Không mạnh hơn nữa em, mạnh hơn nữa. Rồi. Em thấy những điều chị Tường nói vậy đúng không? Với lại mình là phụ nữ cũng vậy. Bây giờ thời buổi này giống nãy em nói câu gì, từng tuổi này rồi sĩ diện gì nữa. Coi như nếu mà cảm thấy anh này được đạo đức hạnh kiểm, ngoại hình vóc dáng thí dụ mọi thứ hợp với mình, thì đôi lúc ảnh có nhát quá thôi mình cũng kệ, bật đèn xanh cho ảnh chút xíu đi nha. Yeah. Chứ chờ ổng mà chắc cũng hơi lâu á. Yeah. Rồi mời hai bạn qua đứng bên đây ạ. Bây giờ mới là chính thức nắm tay nhau nè, cái này là nắm tay nhau tình yêu nè, hồi nãy là diễn kịch thôi nha. Yeah. Rồi kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau đến với chương trình hẹn ăn trưa, mời hai bạn hôn nhau một cái.